Có những người sợ yêu nhưng rất thích, rất có ham muốn nhu cầu. Có nhiều chị em rất có nhu cầu, rất có cảm xúc, rất mong muốn quyết quan hệ tình dục. Nhưng mà cứ yêu vào thì đau ra, sợ là không dám yêu nữa. Chào quý khán giả của báo Sức Khỏe Đời Sống. Bác sĩ Thanh rất là vui được chia sẻ về những hiểu biết về kiến thức về đời sống tình dục, đặc biệt là của chị em. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Có những người sợ yêu nhưng rất thích, rất có ham muốn nhu cầu. Có nhiều chị em rất có nhu cầu, rất có cảm xúc, rất mong muốn quyết quan hệ tình dục. Nhưng mà cứ yêu vào thì đau ra, sợ là không dám yêu nữa. Thì đó, do đó là hoàn toàn có nhiều chị em không dám quan hệ tình dục. Hay ở đây chúng ta biết là ngay cả giáo dục giới tính chúng ta đang rất nhiều thông điệp cho rằng là quan hệ tình dục là xấu. Hay rất nhiều bố mẹ cấm đoan các con cái. Thế thì rất nhiều con cũng rất là sợ quan hệ tình dục. Nhưng mà trong cái sợ lại có ngược lại là rất thích cái cảm giác, cái trải nghiệm đó. Thì đấy là chúng ta phân biệt sợ và giảm ham muốn. Giảm ham muốn thì lại là cái nhu cầu hoàn toàn khác. Đó là chúng ta thì chúng ta không có nhu cầu tham gia hoạt động tình dục. Ham muốn đây nó có hai cái yếu tố mà bác sĩ này hay nhấn mạnh. Một đó là ham muốn nội tại của bên chúng ta. Chúng ta chủ động nghĩ đến chuyện đó. Ví dụ như chị em phụ nữ mà ví dụ như các bạn là gì? Các bạn thấy chồng đi công tác, tự nhiên hôm nay mình thấy mình thao thức, mình nhớ chồng đó, mình muốn gọi cho chồng. Và nói thật là hôm nào chồng về cái đôi khi các bạn tự thấy các bạn chủ động. Cũng có khá nhiều chị em nói bác sĩ Thanh là thỉnh thoảng tớ phải chủ động với chồng chứ không xã tớ cứ trốn suốt. Covid xong rồi chả thấy làm ăn gì cả. Thì nhiều chị em vẫn chủ động. Cái ham muốn chủ động là phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe cũng như tình trạng nội tiết của chị em. Hiện nay có rất nhiều chị em bị lãnh cảm tình dục, sợ yêu hoặc giảm ham muốn tình dục. Có những trường hợp mặc dù còn rất trẻ, chỉ mới hơn 30 tuổi, vừa kết hôn được vài tháng hoặc vài năm đã không còn cảm xúc mỗi khi gần gũi chồng. Thậm chí, có người còn cảm giác sợ hãi, đau đớn, khiến bản thân không muốn tham gia cuộc yêu. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng có thể nói nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở tâm lý. Nhiều ông chồng có thói quen, quá chén, say sưa, nhiều người thì ghen tuông, mù quáng, đầy đọa tâm lý. Hoặc cũng có người không tinh tế, có những hành vi phản cảm trong khi yêu, hoặc thô bạo trong lần đầu. Tất cả những điều này đều gây ra sự ám ảnh lâu dài trong tâm trí của chị em phụ nữ, từ đó dẫn đến những ức chế về tâm lý, theo đó chứng sợ gần gũi lại càng tăng. Một nguyên nhân khác đó là ở đối tác. Nếu người chồng thờ ơ, vội vàng trong mỗi cuộc yêu, sau khi hành sự lại lăn ra ngủ không quan tâm đến bạn tình. Hoặc có thể do người chồng chưa biết điểm G ở đâu để đánh thức cảm giác, kích thích bôi trơn, làm cho người vợ hoặc bạn tình có cảm giác đau đớn khi quan hệ. Hoặc người đàn ông bị mắc chứng xuất tinh sớm, khiến người phụ nữ cảm thấy thất vọng, chán nản, lâu dần dẫn đến tâm lý không muốn yêu. Ngoài ra, sau khi sinh con, rất nhiều phụ nữ cảm thấy không hứng thú với chuyện chăn gối. Cũng bởi họ phải thức khuya dậy sớm chăm con, mệt mỏi, lo lắng. Thậm chí có những người rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh. Hoặc cũng có thể do cơ thể có nhiều thay đổi sau sinh, như bụng to, ngực chảy xệ, vùng kín không như trước, khiến nhiều chị em cảm thấy tự ti. Hay cũng có một số người do chứng rối loạn hormone, thiếu hụt nội tiết tố nữ estrogen, bệnh ở vùng kín. Tất cả những điều này sẽ làm giảm ham muốn cũng như chứng khô hạn, khiến chị em có tâm lý ngại gần gũi với chồng. Và cái ham muốn chủ động là có một vấn đề rất nghiêm trọng, là không ai cưỡng được lão hóa. Chúng ta cứ thế giảm dần. Cái trục nội tiết của chúng ta lên đỉnh là từ khoảng 15 đến 25 tuổi. Sau 25 tuổi cứ thế giảm dần đều đến 50 tuổi và sau mãn kinh là chúng ta hết nội tiết. Và cái ham muốn chủ động này cũng đúng như kịch bản như vậy. Từ những năm mà thiếu thời, những năm các bạn dậy thì các bạn thấy mình khao khát, mãnh liệt. Thấy mình chỉ cần bạn trai cầm tay thôi đã thấy rung động khủng khiếp. Nhưng mà sau đó đến giai đoạn 25-30 tuổi, như rất nhiều bạn trẻ bây giờ là bắt đầu bị áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền đã bắt đầu không thấy thiết tha gì rồi. Thế nếu mà nghĩ lại đến các bà, các cô, các bác chúng ta thì nhiều người nói bây giờ là hai vợ chồng ngủ riêng rồi, không còn ngủ chung với nhau nữa đâu bác sĩ Thành ạ. Thì đấy là ham muốn chủ động. Thì chúng ta gần như chỉ có điều trị là chúng phải nâng cao thể trạng. Và nếu được có thể chúng ta bổ sung nội tiết thì chúng ta phải cải thiện chuyện đó. Nhưng cái khác biệt lớn nhất của người nữ giới với người nam giới đó là ham muốn thụ động hay đáp ứng lại.
có rất nhiều chị em phụ nữ bắt đầu vào cuộc yêu nói thật là cũng hơi ghét chồng, nhiều lúc bảo thôi xê ra, không cho đồng ý đâu. Nhưng hay lúc đầu mình còn bảo tớ chả cảm xúc thì là thôi chiều ông xã thì tớ quan hệ thôi. Thế nhưng mà sau khi kích thích, sau khi màn dạo đầu của ông xã thể hiện được cả thái độ và trình độ rồi cũng là nghiêm túc, thì chị em đánh giá cao và tự nhiên mình thấy là gì? Mình có cảm xúc hơn với ông xã, mình cảm thấy à hóa ra lúc đầu mình không thấy thích lắm, nhưng mà sau khi được kích thích thì mình lại thấy mình dữ dội trở lên và cuộc yêu lại trở nên thăng hoa và viên mãn. Thì do đó là cái ham muốn thụ động thì lại phụ thuộc vào vô cùng nhiều yếu tố, trong đó các hoàn cảnh, cái bối cảnh của bạn tình là vô cùng là yếu tố quyết định đến cái sự thăng hoa của chị em. Để cải thiện ham muốn ở nữ giới, chấm dứt tình trạng sợ yêu, giải pháp quan trọng nhất được đưa ra chính là giải tỏa tâm lý cho chị em phụ nữ. Điều này rất cần đến sự cảm thông, chia sẻ của người chồng. Các cặp đôi cần kiên trì, chủ động, không vội vã, không bực dọc, không bi quan. Và trước tiên, phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến bệnh chán chồng của chị em phụ nữ. Nếu nguyên nhân từ phía đối tác, thì nam giới có vai trò vô cùng quan trọng. Chị em nên trao đổi thẳng thắn với chồng về những gì bạn phải hứng chịu để cùng đưa ra những biện pháp tốt nhất. Nếu vấn đề ở chính bản thân mình, chẳng hạn như mắc bệnh phụ khoa, thì chị em cần nhanh chóng đến với bác sĩ để có những liệu pháp kịp thời, điều trị dứt điểm. Bất kể nguyên nhân từ đâu, người đàn ông hãy luôn đồng hành cùng người phụ nữ của mình, tránh tạo áp lực trong tình dục. Đồng thời, cần tìm hiểu chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục phụ nữ, chuẩn bị kiến thức trong sinh hoạt tình dục. Hy vọng những giây phút ngắn ngủi vừa rồi có thể mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin và kiến thức hữu ích. Chúc quý vị khán giả luôn có những cuộc yêu trọn vẹn và đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.